Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bay Network Việt Nam. Trên thế giới của chúng ta thì tồn tại rất nhiều loại tiền khác nhau. Ở mỗi quốc gia cũng như là mỗi vùng lãnh thổ đều có đồng tiền riêng của họ. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao người ta không tạo ra một đồng tiền chung để mà lưu thông trên toàn thế giới. Và cái ý tưởng đó tất nhiên nó có từ rất lâu rồi các bạn. Nhưng mà để thực hiện được, hiện thực hóa được cái ý tưởng đó là một việc không hề dễ dàng. Và tính đến thời điểm hiện tại chỉ có một đồng tiền duy nhất làm được điều đó nhưng mà nó ở trong một cái phạm vi hiệp hơn đó là cái đồng euro. Nó được sử dụng tại châu Âu trong cái khối mà EU và có khoảng 20 quốc gia đang sử dụng đồng euro này. Và để mà đồng euro có được vị trí và giá trị như ngày hôm nay thì nó cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn và cũng như mất rất nhiều thời gian chứ không hề đơn giản đâu các bạn và mới đây nhất đó là Brazil và Argentina cũng đã có cái ý định bắt tay nhau để mà tạo ra một đồng tiền chung cho toàn bộ khu vực Nam Mỹ và khu vực Mỹ Latin và họ đã bắt đầu bàn bạc về cái điều đó. Được biết thì Brazil và Argentina là hai cái nền kinh tế lớn nhất tại Nam Mỹ và cái đồng tiền chung khu vực Nam Mỹ này nó sẽ thúc đẩy cái nền kinh tế của khu vực và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ nhưng hiện tại nó chỉ mới bắt đầu và chưa có gì gọi là chắc chắn và dễ dàng cả các bạn. Và tất nhiên là nó không hề dễ dàng để mà phá vỡ cái sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Chung quay lại thì việc tạo ra một đồng tiền chung của thế giới đã có từ rất lâu và đã có nhiều người đã từng có cái ý tưởng này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một đồng tiền nào đã làm được điều đó cả. Và ngay cả bitcoin cái mục đích ban đầu của nó được tạo ra cũng là để trở thành một cái đồng tiền phi tập trung và đồng tiền chung của thế giới nhưng mà bitcoin đã thất bại hoàn toàn và hiện tại thì Bitcoin nó chỉ là một món hàng hố thôi các bạn để được uh, bơm thổi giá trên các sàn giao dịch mà thôi Bitcoin không thể trở thành tiền tệ được vì nó có quá nhiều cái nhược điểm như là nguồn cung bị hạn chế là chỉ có 21 triệu Bitcoin được tạo ra là quá là ít so với 8 tỷ người trên thế giới và rồi nó khó sử dụng nè thao tác thì cực kỳ phức tạp nè Nói chung là nó khó tiếp cận với nhiều tầng lớp trong xã hội và và khai thác nó thì tốn kém quá nhiều điện năng mà trên thế giới hiện tại thì người ta đang hướng tới công nghệ xanh nên tất nhiên Bitcoin thất bại trong việc biến mình trở thành đồng tiền của thế giới rồi. Chưa kể cái người mà tạo ra Bitcoin đó là ẩn danh và có thể ông Satoshi Nakamoto không tiết lộ thông phận của mình bởi vì nhiều yếu tố mà một trong số đó đó là liên quan tới cái giới tài phiệt nha các bạn nên ông ấy đã chọn cách ẩn danh. Thế mới thấy ông Nicolas người đã tạo ra đồng B Network càng đảm đến như thế nào. Bitcoin đã thất bại và B được ra đời lấy ý tưởng từ Bitcoin. B được tiến sĩ Nicolas tạo ra kế thừa những ưu điểm từ Bitcoin và các đồng coin khác cộng với những cái ưu điểm của riêng mình và khắc phục những cái nhược điểm của Bitcoin để trở nên hoàn hảo hơn. B được tạo ra từ năm 2019 nhưng cái ý tưởng của nó đã được ông Nicolas ấp ủ dự định từ uh, lâu rồi các bạn và bên Quốc có làm được cái điều đó hay không á, thì không một ai có thể trả lời được câu hỏi này cả và ngay cả ông Nicolas cũng không dám khẳng định là bên Quốc có thành công 100% phần trăm hay không vì đó là một cái việc của tương lai mà cái việc của tương lai á, thì không một ai biết trước được nhưng với những cái điểm nổi bật của mình á, thì hoàn uh, toàn có thể làm uh, nên một chuyện gì đó bạn có thể nhìn thấy ở hiện tại chúng ta chuyển nhận bi rất là dễ dàng À, nói chung là giống như là chúng ta đang sử dụng một chiếc ví điện tử thông thường như là mô à, mobile vậy đó các bạn cực kỳ đơn giản nha và nó cực kỳ à, thân thiện với tất cả mọi người đây là một cái yếu tố cốt lỗi à, vì nếu b mà không thân thiện với người dùng á, thì rất khó tiếp cận với mọi tầng lớp của xã hội và có một cái điểm đặc biệt đó là b nó hoàn toàn miễn phí và khai thác b ngay trên chính chiếc điện thoại của chúng ta mà điện thoại à, trong thời đại công nghệ số thì ai ai cũng phải có điện thoại rồi các bạn và ngay cả chị em dưới 18 tuổi cũng có thể sở hữu được Bay Network. Người lớn, người cao tuổi cũng có thể sở hữu được Bay Network không phân biệt giàu nghèo nha các bạn. Với những cái bước chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trong tầng giai đoạn 1 đó, và bi nó làm sai ở đâu thì nó cập nhật sửa lỗi ở đó bởi vì bi nó đi một cái con đường hoàn toàn mới mà cái con đường này đó, chưa ai từng đi nha các bạn À nên tất cả phải còn có thời gian là một cái việc nó dễ hiểu thôi các bạn và với cái mục tiêu trở thành đồng tiền chung của thế giới á, và với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy á, thì không một ai dám khẳng định là Bia nước quốc sẽ thành công 100% nhưng cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng á, nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tỷ lệ thành công của bi khi mà máy nếp mở cũng như là à, sự thành công của bi trong tương lai và cái tương lai về một cái đồng tiền chung của thế giới đang ở trước mắt chúng ta các bạn À, đừng bỏ qua cơ hội này vì cơ hội nó không đến nhiều lần trong cuộc đời của mỗi người đâu nên chúng ta phải biết nắm bắt à, dẫu biết rằng á, để làm được điều đó thì bi nó còn phải trải qua rất nhiều khó khăn và con đường đi của bi á, không hề mà bằng phẳng nha các bạn và nó bi nó vấp phải sự chống đối của rất nhiều các thế lực không muốn sự thành công của bi trong tương lai rồi bài chia sẻ của tôi đến đây đã kết thúc và nếu các bạn thấy video thú vị và hữu ích, các bạn có thể nhấn nút đăng ký quà quả trong bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.